Hai niềm hy vọng hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian thi đấu hạng cao nhất ở xứ sở mặt trời mọc. Vào đầu tuần trước, Chanathip Songkrasin đăng lên trang cá nhân bức ảnh viếng thăm ngôi chùa nổi tiếng Kotoku ở quận Kamakura, tỉnh Kanagawa. Hơn một năm kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Kawasaki Frontale với bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử J-League, thời gian thi đấu của tiền vệ người Thái Lan đang hẹp dần. Những bức ảnh thi đấu hay ăn mừng bàn thắng của Chanathip trong màu áo Kawasaki Frontale đã dần thưa đi. Không ít người hâm mộ Thái Lan nói đùa rằng hành động đi chùa của Chanathip mang ý nghĩa cầu mong may mắn hơn. Song, may mắn cũng chỉ là một phần trong vấn đề tiền vệ sinh năm 93 gặp phải trên đất Nhật. Kể từ đầu mùa giải, Chanathip mới chỉ thi đấu 80 phút cho đội bóng mới ở vòng bảng J-League Cup. Vào ngày 8 tháng 3 vừa qua, cầu thủ 29 tuổi ghi bàn trong cuộc đối đầu với đội bóng hạng dưới là Shimizu Plus. Đáng tiếc cho anh là Kawasaki lại bất ngờ để thua 2-3 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Trước đó, ở 3 vòng đấu đầu tiên của J-League 2023, Chanathip thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Ngay cả khi tỏa sáng tại giải đấu cúp, Chanathip vẫn không được huấn luyện viên trưởng Toru Oniki điền tên vào danh sách thi đấu ở trận gặp Niigata vào ngày 11 tháng 3. Cần nhớ rằng huấn luyện viên Oniki từng xem Chanathip là trụ cột và sử dụng cầu thủ này thường xuyên ở mùa giải năm ngoái. Sau khi Chanathip dính chấn thương ở nửa cuối mùa giải năm ngoái, anh không thể lấy lại phong độ và gặp khó trong việc cạnh tranh suất đá chính với những cầu thủ khác. Tiền vệ của đội tuyển Thái Lan thậm chí bỏ AFF Cup 2022 để tập trung hoàn toàn cho việc hồi phục cũng như chuẩn bị mùa giải mới. Song, mọi chuyện cho đến lúc này vẫn chưa khởi sắc hơn cho cầu thủ hay nhất AFF Cup 2020. Bản thân huấn luyện viên Oniki cũng gặp nhiều áp lực sau khởi đầu khá tệ ở đầu mùa. Sau mùa giải 2022 gây thất vọng, Kawasaki bước vào J-League 2023 với mục tiêu trở lại ngôi vô địch. Nhưng trong 4 vòng đấu đầu tiên, họ chỉ thắng 1, thua 2 và hòa 1, thậm chí là tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Hàng tiền vệ chính là tuyến khiến huấn luyện viên Oniki đau đầu kể từ mùa giải. Ông luôn phiên sử dụng giữa 6 cầu thủ Ryota, Yasuto, Zhao Smith, Kento Tachibana, Oshima và Daiya Tono. Đây đều là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đang ở đỉnh cao phong độ. Sơ đồ 4-3-3 của Kawasaki cũng chỉ có chỗ cho 3 tiền vệ, trong đó thủ quân Kento ở vai trò tiền vệ trung tâm. Dự bị cho anh là ngoại binh Zhao Smith, người từng có thời gian thi đấu cho Atalanta. Chanathip chỉ có thể cạnh tranh ở vai trò tiền vệ tấn công hoặc chơi cao hơn. Tuy nhiên, cả Wakizaka và Oshima đều được trọng dụng kể từ đầu mùa. Ở hai vị trí tiền đạo cánh, Chanathip cũng không thể cạnh tranh với Masino hay Akihiro, hai cầu thủ tấn công vào loại tốt nhất giải đấu. Thế khó cho Chanathip là điều có thể hiểu được bởi Kawasaki là một trong những đội bóng mạnh nhất Nhật Bản, nếu không muốn nói là mạnh nhất châu Á vào thời điểm hiện tại. Cuộc cạnh tranh suất đá chính ở đội bóng này rất khốc liệt. Môi trường ở Kawasaki khác xa so với Consadole Sapporo, câu lạc bộ từng làm nên tên tuổi cho Chanathip tại Nhật Bản. Consadole Sapporo chỉ là đội bóng hạng khá ở J-League và chưa bao giờ đặt mục tiêu vô địch giải đấu hay chinh phục AFC Champions League. Ngay cả khi Subachok Sarachat, tài năng trẻ được kỳ vọng khác của Thái Lan, cũng chỉ mới được thi đấu có 2 phút tại J-League mùa này cho Consadole Sapporo. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng ra sân 64 phút ở J-League Cup vào ngày 8 tháng 3 nhưng không để lại dấu ấn. Còn phía Công Phượng, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama ở vòng 5 J-League diễn ra vào ngày 18 tháng 3. Kể từ đầu mùa, cầu thủ gốc Nghệ An không xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama tại hạng đấu cao nhất Nhật Bản. Kịch bản này được dự báo từ trước bởi Yokohama có quân số rất đông mùa này là 31 người. Ban tổ chức J-League chỉ cho phép các câu lạc bộ đăng ký tối đa 18 cầu thủ trong một vòng. Đây cũng là lý do Chanathip ít được đăng ký thi đấu. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng Suhei Yomoda của Yokohama cũng không sử dụng nhiều cầu thủ ngoại trên hàng công kể từ đầu mùa. Đội hình Yokohama hiện tại có tới 8 cầu thủ chơi trên hàng công, trong đó bao gồm cả 3 ngoại binh người Brazil. Bên cạnh Pinto và Ryan, đội bóng Nhật Bản chỉ còn một chân sút khác là Sauro Mineiro. Chân sút 25 tuổi dính chấn thương nặng nên không được đăng ký thi đấu. Sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công Yokohama khiến Công Phượng nhiều khả năng phải chơi ở hàng tiền vệ để tìm cơ hội thi đấu. Trong bài phỏng vấn ở đầu mùa, cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thừa nhận rằng Trong những buổi tập tiền mùa giải, anh được huấn luyện viên trưởng xếp ở vị trí tiền vệ. Tuy nhiên, cựu sao Hoàng Anh Gia Lai sẽ còn một chặng đường rất dài để có thể tìm kiếm thời gian thi đấu tại Yokohama. Việc anh được đăng ký thi đấu ở giải đấu cúp nhưng vẫn bị xếp sau nhiều cầu thủ dự bị khác và không được ra sân tại giải đấu hạng 2 này cho thấy vị thế khó khăn của anh. Yokohama đang đứng bét bảng, vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và sẽ không dễ để họ trao cơ hội cho Công Phượng. Rõ ràng, Công Phượng đang thất bại so với sự kỳ vọng. Dù sự kỳ vọng ấy không nhiều, hành trình của Yokohama ở mùa giải này trải qua 6 trận thì có tới 5 trận chân sút người Việt Nam không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, trận còn lại phải ngồi dự bị cả trận. Về phía mình, đội bóng Nhật Bản cũng chẳng mấy khá khẩm hơn khi để thua 4 đến 5 trận ở J-League, xếp bét bảng với chỉ vỏn vẹn có 1 điểm trong tay. Ở mùa giải là tân binh của giải đấu hạng cao nhất Nhật Bản, đội bóng này vẫn đang là một mớ hỗn độn với danh sách đăng ký cầu thủ dài dằng dặc lên đến 39 cái tên, trong khi chỉ được đăng ký có 18 cầu thủ mỗi trận. Điều gì đang diễn ra với Công Phượng với sự lựa chọn mang tên Yokohama? Mùa giải này gắn liền với chuyến xuất ngoại gây ngạc nhiên của Công Phượng là đợt chảy máu ồ ạt nhất từ trước đến nay của Hoàng Anh Gia Lai. Gần như toàn bộ lứa cầu thủ nổi bật nhất của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG ngày nào từng nổi đình đám ở lứa tuổi U19 đều chọn chia tay với đội bóng của Bầu Đức. Phải chăng sự lựa chọn mang tên Nhật Bản, mang tên Yokohama của tiền đạo người Nghệ An chỉ đơn thuần là để rời khỏi đội bóng phố núi? Về mặt tài chính, dễ dàng nhận thấy Công Phượng là cầu thủ ổn nhất không chỉ của Hoàng Anh Gia Lai mà còn đứng top đầu trong giới cầu thủ Việt Nam. Về mặt danh tiếng, Công Phượng dẫu vẫn chưa có trận nào ra sân trong màu áo Yokohama cũng như đang mất dần ở vị trí đội tuyển quốc gia. Song có lẽ chỉ kém Quang Hải chút ít. Cũng bởi thế nên dù chuyên môn có phần nhạt nhòa, song chân sút này vẫn có thể sống khỏe trong lòng người hâm mộ. Bởi thế, chuyến xuất ngoại thứ tư này của Công Phượng dẫu có thể là bước lùi khá khá, song rất có thể đây sẽ là tiền đề cho một cú bật nhảy tiếp theo của cầu thủ từng được Bầu Đức đánh giá hàng triệu đô la. Trước việc Công Phượng mất hút tại Yokohama, nhà báo Jun Usami của Nhật Bản cho rằng: "Trước hết, tôi cho rằng việc Công Phượng trở lại Nhật Bản sau khi thi đấu cho Mito Hollywood vào năm 2016 một phần đến từ mục đích thương mại. Nhà tài trợ của Yokohama là tập đoàn Odera, LEOC, công ty cung cấp thực phẩm cho thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Việc sở hữu một cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể nằm ở chuyện tài trợ. Hơn nữa, đây là thời điểm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản nữa. Hiện tại, Yokohama đang sở hữu Koki Ogawa, chân sút hàng đầu của J-League 2 năm ngoái. Đấy là chưa kể đội bóng này vẫn còn nhiều tiền đạo dự phòng. Vậy nên, Công Phượng buộc phải chơi ở vị trí tiền vệ. Công Phượng cũng vì thế mà phải tham gia phòng ngự nhiều hơn. Nếu không có thể thích ứng với yêu cầu đó, Công Phượng sẽ khó có cơ hội chen chân vào đội hình của Yokohama. Được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp như ở Yokohama không chỉ giúp tiền đạo này cải thiện được thể lực vốn là thể yếu của mình, mà còn có thể cải thiện được tư duy đá bóng, vốn bị cùi mòn khá nhiều khi thường xuyên sắm vai ngôi sao sáng nhất trên hàng công của Hoàng Anh Gia Lai. Đây sẽ là sự chuẩn bị khó có thể tốt hơn cho sự trở lại của Công Phượng. Rất có thể sau khi nửa mùa giải hoặc một mùa giải được rèn giũa ở Nhật Bản, tiền đạo người Nghệ An sẽ tái xuất ở V-League với sự chào đón nồng nhiệt của một đội bóng tại Việt Nam giàu tham vọng trong tư cách là cầu thủ tự do. Khi ấy, chuyến tập huấn trên đất Nhật sẽ chẳng còn là chuyện lạ nữa."